đó. 10. Còn phân khúc thì nó sẽ có là thêm là nhỏ hơn, chẳng hạn như là dòng xe là cái này là Tacoma nãy em báo qua đây là màu xanh đen nè, đó màu này là cũng màu đặc biệt 2022 luôn đó. Ngoài ra thì có thêm là Vision động cơ 110 dành cho mấy bạn nữ nè, đó Vision mới 2022. Thì ở đây nó có bản là tiêu chuẩn nè, bản cao cấp và bản đặc biệt và bản cá tính. Như màu trắng này phiên bản tiêu chuẩn hiện tại bên cửa hàng mình bán là 35.900.000 dành cho phiên bản tiêu chuẩn. Đây là bản đó. Tiêu chuẩn. Còn ngoài ra thì phiên bản cao cấp thì nó là 37.900.000, còn phiên bản đặc biệt là 40.500.000 đó dành cho cái phiên bản đặc biệt. Vision này hôm nay mà quý anh chị mà mua xe Vision này á, thì trả trước giùm em là 3 triệu đến 5 triệu đối với dòng xe Vision 2022 đó. Vision đó, cái này là Vario 150 màu trắng đen luôn nè, trắng cam nè, trắng đỏ nè, đó 150 luôn nha anh em, 150 hết á. Đó. AB 125. Thì AB 125 này á thì nó có màu xanh, màu đỏ, màu bạc và màu trắng. Thì cái mẫu xe AB này hiện tại là 125 thì 43.900.000 dành cho cái mẫu AB 125. Còn AB 150 hôm nay là 55.900.000 cho đến là 57.900.000 dành cho cái mẫu AB 150. Đó. Vậy, phiên bản 150 chắc mình phải trả trước khoảng 5 triệu ha. Dạ 150 thì trả trước khoảng tầm 5 đến 7 triệu, còn 125 thì mình trả trước từ 3 triệu đến 5 triệu. À, những cái phân khúc dòng xe tay ga khác của Yamaha ở đây, nãy giờ mình nói Honda, giờ mình nói tới Yamaha. Dạ. Thì thực ra Yamaha hiện đang có chương trình hỗ trợ từ nhà máy đúng không em ha? Dạ, Yamaha thì đang có chương trình là hỗ trợ từ phía nhà máy đối với dòng xe giống như là Janus nè. Thì từ bản tiêu chuẩn hoặc là bản đặc biệt hoặc bản giới hạn gì cũng vậy. Thì cái mẫu này á thì nó hiện tại là như bản tiêu chuẩn đi 27.900.000 mà mình được hỗ trợ tặng 2 triệu đồng từ phía nhà máy của Yamaha. Đó, mua trả góp thì cái mẫu xe này anh chị không cần trả trước luôn đối với cái mẫu xe Janus động cơ 125. Đó. Còn phiên bản đặc biệt á thì chẳng hạn như con này là phiên bản đặc biệt nè, đó. Thì cái mẫu này là 30.900.000 dành cho cái mẫu xe đặc biệt của Janus một động cơ 125. Thì anh chị được tặng là 2 triệu đồng thì nếu như vậy thì anh chị không cần trả trước luôn cũng được. Đó. Còn đối với bản giới hạn thì 31.900.000 dành cho cái mẫu phiên bản giới hạn của Janus. Đó. Thì bản tầm 31.900 anh chị cũng được tặng 2 triệu rồi. Còn cái mẫu xe này anh thấy nó lạ không? Anh chị thấy cái mẫu xe này nó đẹp không? Đó. Cái mẫu xe này là cái mẫu xe Vespa nha anh chị. Đó, cái mẫu xe Vespa nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Nó thật sự anh nhìn em ngồi đây mà còn cao nữa. Đó. Thấy nó nhỏ gì đó nhưng mà thật sự nó cao lắm nha. Đó. Cái mẫu này anh chị nhìn sơ qua nhìn nó giống như cái con xe Vespa vậy đó. Nhưng mà ở đây nó chỉ là có 50cc thôi. Nó cũng là Vespa nhưng mà là nó động cơ là 50cc rồi. Cái này là dành cho mấy em mà đi học quá, học sinh á. Đó, nhưng là mấy em nữ á đi cái mẫu xe này. Mẫu xe này thì nó là được 3 màu, màu trắng, màu đen và màu đỏ, nó có 3 màu. Đó, cái mẫu xe này thì cái mẫu xe 50 dành cho mấy bạn học sinh. Thì cái mẫu này hiện tại bên cửa hàng mình đang bán là 20.900.000. Đó. Bao gồm thuế VAT. Đó, nhìn rất là đẹp luôn thấy không? Đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó, cốp xe lại rộng nữa, thoải mái nữa. Nhìn nó xe nó gọn để cho mấy gọn mà đi để cho mấy em đi học có nhìn kiến rất là đẹp luôn nè. Đó. Thì cái mẫu này hiện tại là 20.900.000 dành cho mấy bạn. Cái này là xe không phải là xe điện nha. Cái này là xe máy luôn nha, đổ xăng đổ nhớt đàng hoàng nha anh chị. Dạ, cái này là đổ xăng đổ nhớt đàng hoàng nha chứ không phải là xe điện đâu nha. 50cc. Đó. Anh chị nào mà mua xe cho con gái mình đi học á thì cứ liên hệ vào hai số điện thoại của bên em để em tư vấn về thêm cái mẫu xe này có nhiều màu cho anh chị coi không ha. Cái xe dòng này chắc nhập khẩu từ Indo ha, Mio 100. Dạ, cái này là Mio 125, động cơ 125 Mio. Cái này á thì cái mẫu này là được Indo sản xuất. Hiện tại bây giờ thì cái mẫu xe này hiện tại là 28.900.000 dành cho cái mẫu Mio. Đó, Mio 125. Cùng phân khúc hồi nãy rồi là 125 á thì được Gende nè, được nhà máy người ta cũng hỗ trợ là 2 triệu đồng dành cho anh chị khi mà mua sử dụng xe cái dòng Yamaha. Thì cái mẫu này hiện tại là mẫu phiên bản đặc biệt. Đối với cửa hàng mình là chính hãng Yamaha nên là được hỗ trợ 2 triệu đồng cho khách hàng. Thì cái mẫu này hiện tại là 48.900.000 dành cho phiên bản đỏ nhám và phiên bản trắng ngọc trai. Đó. Grande mình được hỗ trợ nhà máy 2 triệu. Dạ Grande. Còn NVX thì mình sẽ không được hỗ trợ 2 triệu đồng ha quý anh chị. NVX này thì nó là 50.900 dành cho cái phiên bản màu bạc đen đồng. Đó. Đẹp ba đẹp bạc đen đồng này là cái mẫu này là 50.900 dành cho cái mẫu NVX 155.
Còn cái bản Monster này là hiện tại là 51.900.000 dành cho cái phiên bản màu Monster. Đó. Mình mua hai cái dòng xe, hai cái mẫu này thì mình trả trước khoảng bao nhiêu? Khoảng 5 dạ, triệu. Dạ, khoảng tầm 5 triệu đến 7 triệu là được đối với cái mẫu xe Win NVX 155 động cơ. 15. Đó. Bên trong kia thì còn cái mẫu Fino cũng là một cái mẫu nhập khẩu từ Indo luôn ha. Tuy nhiên thì thiết kế của chiếc Bio này thì nó thanh lịch, nó dịu dàng hơn, nó mềm mại hơn so với chiếc Mio 125 của ngoài kia. Cái này là mẫu Mio Sino này là cũng là động cơ 125 nhưng mà cái kiểu dáng thì nó thể thao hơn. Đó, nhìn nó đẹp hơn so dành cho nữ hơn. Đó, cái mẫu này thì cũng động cơ là 125 nhập khẩu Indo nhưng mà về khác mẫu mã thôi, khác mẫu mã ở phía bên ngoài. Thì cái mẫu này được bán là 33.900.000 đã bao gồm thuế VAT dành cho anh chị nào mà mua sử dụng cái xe Mio Sino này. Đó. Với dòng xe này không cần trả trước rồi em ha? Dạ, không cần trả trước ạ. Ở đây thì mình có latte ha? Ở đây thì latte. Có mẫu latte, latte thì hiện tại có 3 màu. Và khi mọc bào này nữa là trắng trắng nhám này gọi là trắng học chai là 4 màu. Đó. Thì cái mẫu này là phiên bản giới hạn limited thì được bán là 36.900.000 dành cho cái phiên bản limited. Còn mà những cái phiên bản còn lại là 35.900.000 dành cho phiên bản latte. Đó. Thì chắc riêng cái dòng latte này không được hỗ trợ từ nhà máy đúng không? Dạ đúng rồi, cái latte này thì hiện tại là mình không được hỗ trợ từ nhà máy. Tại vì cái mẫu này là những cái bà chị mà nữ á, thì thường lại là đối với dòng xe này á, sẽ so mua nhiều hơn so với cái mẫu xe của Lee Honda. Tại vì cái mẫu này rẻ hơn mà được trang bị là nhiều hơn. Chẳng hạn trang bị là khóa thông minh nè, cốp xe rất là rộng nè, động cơ 125 nè, xăng đổ bên ngoài nè. Đó, nhưng mà rẻ hơn cái dòng xe của Honda nên là cái mẫu này cũng đang được ưa chuộng dành cho mấy chị phụ nữ. Bên này là những cái dòng xe 50, cấp 50 bên trong. Đây là xe nhập khẩu nguyên con từ Malaysia anh. Dạ, cái mẫu này là cái mẫu nhập của Malaysia nè. Cái mẫu này là hiện tại là cái mẫu này là phụ kiện của Malaysia hết. Đó. Về cái đồng hồ nè, anh chị cũng nhìn thấy nó khác không? Nó sẽ được kết hợp vào nằm mép trong của cái salon luôn. Nó không có lồi lên giống như là những cái mẫu xe khác. Đó. Thì cái mẫu xe này là động cơ là 50cc dành cho mấy bạn nữ, mấy em nữ đi là đi học nè, hoặc là mấy chú mấy bác già già đi lại không có cần phải bằng lái. Thì cái mẫu này hiện tại cửa hàng mình đang bán với mức giá là 19.900.000 dành cho cái mẫu nhập khẩu của 50. Đó. Còn với cúp 50 khóa thông minh này thì hiện tại giá mình kinh doanh không bao nhiêu? Dạ, cái mẫu này là 16.900.000 anh. 69. Cái mẫu này là mẫu cúp 83. Thì nói chung ra nó nhìn full đèn led từ trước ra phía sau nhưng mà nó nhìn giống như là cái mẫu của 125, của cúp 125 của Honda. Nhưng mà thực tế là cái mẫu này chỉ có 100 có 50 thôi chứ không phải là 110 gì hết, nó là có 16, 50 thôi. 169 là mình không cần đưa trước ha. Dạ không cần đưa trước luôn anh. Còn con Charlie 50. Charlie này thì hiện tại là 13.900.000 dành cho cái mẫu Charlie 50cc luôn. Đó. Không cần đưa trước luôn. Dạ. Thì cái clip này em cũng báo tổng hợp những cái xe tay ga ở cửa hàng em hiện có nè, những cái xe mà 50 dành cho những mấy bạn học sinh nè. Đó. Thì những cái mẫu xe này em báo những qua cho để anh chị tham khảo và nắm được cái hiện tại là những cái giá xe trong cái thời điểm này, trong tháng 3 này, để cho anh chị nào mà muốn mua những cái dòng xe nào đó thì mình nắm được cái giá để mình đến cửa hàng mình mua xe, hoặc là mình mua những cửa hàng khác nó cao hơn thì cứ qua ủng hộ bên cửa hàng em. Đó. Ngoài việc anh Đương sẽ cập nhật cái giá xe cho quý anh chị từ nãy đến giờ thì mình cũng xin thông báo quý anh chị một cái chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng. Trong cái tháng 3 này, khi anh chị mua xe được bốc thăm bất kỳ loại xe nào từ 50 phân khối cho đến những cái dòng xe cao hơn, thì giải nhất khoảng 12 triệu là một cái tủ lạnh ha. Dạ đúng rồi, tủ lạnh. Giải nhì thì khoảng 8 triệu, 7 triệu, 8 triệu là cái quạt hơi nước cao cấp. Và giải 3 là cái lò vi sóng khoảng 5 triệu và bếp nướng. Ngoài ra khoảng 10 giải khuyến khích nữa để hỗ trợ quý anh chị. Và những phần quà như là nón nhớ ô mưa thì sẽ có rất là nhiều đang chờ đợi quý anh chị tới cửa hàng để cửa hàng có thể là bán cho anh chị một chiếc xe nó phù hợp và tặng gì những món quà tri ân nó cực kỳ ý nghĩa với quý khách hàng. Thì địa chỉ cửa hàng của mình ở đây là ngay khu công nghiệp Mỹ Phước 1, quốc lộ 13, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và anh chị nếu như không biết đường hoặc là khó quá thì anh chị cứ nhắn tin Zalo qua Đương, Đương sẽ gửi vị trí cho quý anh chị. Hai số điện thoại mình để trên màn hình dưới phần mô tả. Anh chị ha. Quý anh chị xem video thì nhớ like, share, thông báo và đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng nha quý anh chị. Rất cảm ơn quý anh chị. Dạ chào quý anh chị. Gì mà